Hôm nay Lê Tuấn tiếp tục giới thiệu cho cả nhà chúng ta, những người đang yêu mến kênh của Lê Tuấn cũng như những các bác đang cần chi bao ra. Các bác nha, những chiếc Ibora sai rồi, giá rất rẻ, con xe này 15 triệu, bác nha, SD 2600, 15 triệu, và rất đẹp, 15 triệu. Đây các bác, ba mày, chủ nhà bao riêng hết đầy đủ cho các bác nha. Không có bình. Cái này chủ nhà bán như vậy, và các bác mua bánh là đưa vào nha, các bác có bánh luôn cho các bác đưa vào luôn. Rồi chủ nhà bán luôn cái Ishiki này 11 triệu các bác nhá, 12 triệu, 11 triệu, 11 triệu các bác nhá, đây 11 triệu. Mười một triệu không có bình bọng ghế đi các bác nha, bao máy nổ luôn, bao rịt. Có cần chạy xe ra không? Bên kia đang test xe với các nhà đang mua, Lê Tuấn đang dắt người qua mua. Rồi chiếc này 15 triệu các bác nha, ba máy chơi bao ra đây, chi bao ra ba máy 15 triệu. Các bác mua thêm một cặp đùi, cặp ấy vào nữa, cặp cặp bánh vào nữa là xong các bác nha. Rồi và Lê Tuấn xin chào ở đây, xin chúc cả nhà một ngày chúc sức khỏe nha. Hẹn lại video sau. Xin chào, cảm ơn.